Tánh bình mê tức là chúng sanh, tánh bình giác tức là Phật, lòng từ bi tức là Quán Âm, lòng hỷ xả tức là Thế Chí, lòng năng tịnh thường trong sạch tức là Thích Ca, lòng bình trực bình đẳng chánh trực tức là Di Đà, lòng nhân ngã là núi Tu Di, lòng tà vậy là nước biển, lòng phiền não là sóng trào, lòng độc hại là rồng dữ, lòng dối giả là quỷ thần, lòng trần lao là rùa chạy, lòng tham sân là địa ngục, lòng ngu si là súc sanh. Giảng: nếu quý vị không hiểu tự tánh của mình, mê mất đi tự tánh, quên đi tự tánh của mình, đó chính là súc sanh. Nếu tự tánh giác ngộ rằng không làm tất cả điều ác, mà làm tất cả điều lành, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, cho nên đoạn ác tu thiện, đó chính là Phật. Năng thực hành pháp từ bi, sung mãn lòng từ bi, đó chính là học theo Bồ Tát Quán Thế Âm. Có lần một đồ đệ nói với tôi, từ bi đối với con thật là điều mới mẻ lạ kỳ, lúc trước con không biết thế nào là ý nghĩa của từ bi. Tôi nghĩ không những đồ đệ của tôi không hiểu rõ, mà rất nhiều người Tây phương khác cũng rất xa lạ đối với từ bi. Tại sao vậy? Vì họ không chú ý đến từ bi, cho nên dù đối diện mà cũng không nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu muốn nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm thì cần phải thực hành pháp từ bi, vì từ có thể ban vui cho tất cả chúng sanh, bi có thể diệt trừ cái khổ cho tất cả mọi loài. Từ bi làm cho người an lạc, cái vui này là niềm vui chân chánh mà không phải là những cái vui của thế gian như đánh bài, cá ngựa, khiêu vũ, vân vân. Chân giác, chân chánh giác ngộ sẽ không còn làm những việc muội mê sai lầm, đó mới là sự an lạc chân chánh. Cho nên nói đoạn trừ vô minh tức là hiển hiện pháp tánh. Vì sao gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí? Chính là hỷ xả, hoan hỷ, bố thí. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, tứ vô lượng tâm. Nếu quý vị có thể từ bi hỷ xả, chính là học theo hạnh của Ngài Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu quý vị có thể tự tịnh kỳ ý, tự tịnh kỳ tâm, phản bổn hoàn nguyên trở về tánh Như Lai tạng, thấy diệu tánh, minh tâm, chân minh giác tánh, đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó cũng là năng nhân tịch mặc. Nếu quý vị có thể công bình chánh trực, không có một chút riêng tư, đối với ai cũng đều dùng tâm từ bi bình đẳng, đó chính là gương hạnh của Đức Phật A Di Đà. Đây đều là ví dụ, quý vị không nên cho rằng bình trực chính là Đức Phật A Di Đà, không nên sanh lòng chấp trước. Nghe kinh nghe pháp sợ nhất là sanh lòng chấp trước, chớ nên nói tôi nghe thầy giảng công bình chính trực chính là Đức Phật A Di Đà. Nếu vậy thì quý vị đã xem nhẹ Đức Phật A Di Đà. Nếu tâm quý vị có thể bình đẳng chính trực, ấy chính là công hạnh của Đức Phật A Di Đà. Quý vị nói đó chính là lời của Lục Tổ giảng, tại sao không thể tin được? Lục Tổ giảng lúc nào, tại sao tôi không nghe? Lòng nhân ngã là tu di, có nhân có ngã liền có núi tu di. Người có tướng của người, ngã có tướng của ngã. Người có cái bộ dạng của người, ngã có cái dáng điệu của ngã. Cái bộ dạng này còn cao hơn núi tu di. Tu di dịch là diệu cao. Diệu cao nghĩa là không biết nó cao bao nhiêu, vì nó quá diệu cho nên người cũng cao ngã mạn, chính là tu di. Bình đẳng chính trực ở trên và tu di ở đây đều là ví dụ. Đó là bảo quý vị ở tự tánh mình thấy Đức Phật A Di Đà, ở tự tánh mình thấy tất cả tật xấu. Lòng tà vậy là nước biển, lòng phiền não là sóng trào. Tà tâm của ông giống như nước biển lớn, ông có phiền não chính là biển sanh sóng. Sóng nhỏ thì rất bằng phẳng an tịnh, không có thanh âm. Sóng lớn dâng cao 10 trượng thì có thể cuốn thuyền lớn vào tận đáy biển. Giống như đại phiền não của người thì có thể che phủ cả ánh sáng trí huệ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận, không nên sanh phiền não. Lòng độc hại là rồng dữ, có sóng thì sẽ phát sanh nguy hiểm, đó chính là độc hại. Lòng độc hại chính là độc long, cho nên ác long ở Long Cung, lúc muốn mời khách liền nổi sóng lớn, mời tất cả mọi người trên thuyền đến Long Cung ăn tiệc, uống long tửu. Lòng dối giả là quỷ thần, người phàm phu nói, tôi không tin có quỷ, tôi không tin có thần vì không nhìn thấy. Căn bản là không cần thấy vì nó chính là hư vọng mà. Quý vị thấy nó để làm cái gì? Dù có nhìn thấy cũng là hư vọng. Quỷ thì không thể dùng tay nắm bắt. Quý vị nhìn thấy dường như có hình tướng mà dùng tay nắm bắt nó, thì đích xác nó ở đó nhưng không nắm bắt được nó vì nó chỉ là cái ảnh, là hư vọng, không phải thực tại.
Tôi sẽ nói cho quý vị thế nào là có thể biết mình thấy quỷ hay thấy thần. Quỷ màu đen, ảnh đen vì nó thuộc về âm, thần màu trắng thuộc dương. Nếu quý vị nhìn thấy thì có hình tượng, nhưng nhìn thì có thể thấy mà nắm lấy thì không được vì chúng đều là hư vọng. Lòng trần lao là rùa chạy, lòng tham sân là địa ngục. Trần lao trong tự tánh của chúng ta chính là rùa chạy. Tôi giảng kinh cho quý vị lâu như vậy mà chưa nói cho quý vị biết tham sân là địa ngục. Đây không phải nói tham sân là địa ngục, mà nói lúc quý vị có tâm tham, có sân tâm thì nhất định sẽ đọa địa ngục, vì nay đã trồng hột giống địa ngục. Tham tâm, sân tâm thì tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục. Lòng ngu si là súc sanh. Lúc giảng kinh có khi tôi nói người đó ngu như heo. Có người nói heo rất thông minh, nó chỉ biết ăn và ngủ, ngoài ra không làm gì cả. Nói nó không làm gì cả chính là thông minh. Cho nên có người muốn học theo heo, suốt ngày từ sáng đến tối ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn. Đến lúc mập liền bị người ta giết ăn thịt. Cho nên nói ngu si là súc sanh. Quý vị nghĩ xem một đời của súc sanh có ý nghĩa gì? Tuy không có ý nghĩa nhưng nó cũng muốn sống. Lúc giết nó cũng kêu èn ép, tôi không muốn chết. Tuy nó cầu xin như thế, nhưng vì người ta không hiểu ngôn ngữ của nó cho nên không biết. Nếu quý vị có thể hiểu được ngôn ngữ của loài heo thì sẽ sanh lòng từ bi mà không giết nó nữa. Chư thiện tri thức thường làm 10 điều thiện thì thiên đường liền đến. Dứt lòng nhân ngã thì núi tu di sập ngay. Bỏ lòng tà vậy thì nước biển khô cạn. Trừ lòng phiền não thì sóng lặng êm. Quên lòng độc hại thì dòng dữ ắt tuyệt. Tâm địa mình chính là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh. Ngoài soi sáu cửa trong sạch, có thể phá được các cõi trời lục dục. Trong soi tánh mình làm cho ba độc biển dứt, cả thảy các tội địa ngục đồng tiêu diệt một lần. Trong ngoài sáng thấu chẳng khác gì cõi Tây Phương. Nếu chẳng chịu tu như thế thì làm sao đến cõi kia được. Giảng, quý vị thiện tri thức, nếu quý vị thường hành thập thiện đạo, quý vị có thể đến thiên đường. Năng trừ ngã kiến, nhân kiến, núi tu di sẽ sụp đổ. Đoạn trừ tâm tà tri, tà kiến, nước biển cũng khô kiệt. Lúc không còn phiền não, sóng cũng tiêu diệt. Đoạn trước tôi có giảng rằng, những cơn sóng nhỏ giống như từng niệm vi tế trong tâm người. Quý vị không cảm thấy tâm mình có sóng, nhưng trên thực tế có sóng tồn tại. Mà sóng lớn chính là phiền não, và sóng nhỏ là những thứ vô minh vi tế. Trong tâm của quý vị giống như sóng nước, chính là niệm trước vừa diệt, niệm sau lại đến. Nếu quý vị không muốn có sóng thì phải đoạn trừ vô minh. Có vô minh thì có tam độc, tham sân si. Tại sao quý vị có tham tâm? Chính là vì vô minh sai sử các quý vị. Nó nói, tôi muốn món đồ đó hãy mau kiếm cho tôi. Tham tâm liền kiếm cho nó. Tài và sắc cũng giống như vậy. Nếu không được, nó liền nổi nóng, giống như một đồ đệ của tôi nói. Tôi muốn cái gì thì phải được cái đó, tại sao tôi lại không được? Đây do vô minh gây ra, nên nổi lên lòng tức giận sân si mà sanh sóng. Sóng nhỏ còn chưa sao, lúc nổi sóng lớn thì như Long Vương muốn mở tiệc mời quý vị làm khách. Quên đi tâm độc hại không hại người thì ngư long trong lòng cũng không còn, vì rồng sẽ phun khí độc, người bị trúng độc này sẽ bị chết liền. Tâm địa của mình chính là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh, sanh đại trí huệ. Tức ngoài chiếu lục môn thanh tịnh, nhãn thấy sắc không bị sắc trần xoay chuyển, tai nghe tiếng không bị thanh trần xoay chuyển, mũi ngửi mùi thơm không bị hương trần xoay chuyển, lưỡi nếm vị không bị vị trần xoay chuyển, thân giác xúc không bị xúc trần xoay chuyển, ý duyên pháp không bị pháp trần xoay chuyển. Lúc sáu cửa lục căn thanh tịnh thì có thể phá lục dục chư thiên, tứ thiên, vương thiên, đa lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, lạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên. Kỳ thực, lục dục chư thiên chính là mắt tai mũi lưỡi thân ý của quý vị. Lúc lục căn đều thanh tịnh, lục dục chư thiên liền bị phá trừ. Vị chủng tử và nhân của lục dục chư thiên chính là ở trong mắt tai mũi lưỡi thân ý. Mắt thích sắc đẹp liền sanh lên trời vì thiên nữ rất đẹp. Tai nghe sắc nghĩ rằng nếu tôi được sanh lên trời thì ngày ngày được nghe âm nhạc. Âm nhạc của trời thì du dương êm ái hơn đàn guitar, đàn vĩ cầm, mandolins của dương gian. Lúc tai của quý vị không bị thanh trần xoay chuyển thì phá lục dục thiên, cho đến tĩ thiệt thân ý cũng đều như vậy. Có người hỏi, lúc lục dục thiên không còn thì địa cầu có bị hoại hay không? Ngay hư không cũng không còn, làm sao có địa cầu? Lại hỏi, vậy thì tôi ở đâu? Ở trong hư không là tốt nhất rồi, không cần trở lại nữa.
tự tánh hồi quang phản chiếu khiến quý vị phát hiện giác ngộ giác tánh Như Lai, thì tam độc tham sân si tiêu diệt, mọi tội nghiệp ở địa ngục cũng tiêu diệt theo. Tiêu diệt như thế nào? Vì quý vị không có tam độc, không có vô minh thì hết thảy tội chướng đồng thời tiêu diệt. Lúc đó liền giác ngộ tánh tội vốn không. Nhưng điều đầu tiên cần phải phá vô minh mới có thể không. Trong tâm quang minh, bên ngoài cũng quang minh, trong ngoài không còn chướng ngại. Đó chính là thế giới cực lạc Tây Phương. Thế giới cực lạc không có tam ác đạo, không có bất cứ chướng ngại nào. Nay quý vị có thể nội ngoại minh triệt, tam độc tiêu diệt, tam chướng đoạn trừ, chính là thế giới cực lạc vậy. Cho nên tôi nói không cần phải phí công làm thủ tục rời thế giới cực lạc Tây Phương đến đây. Trước mắt chính là thế giới cực lạc Tây Phương. Nhưng nếu quý vị không tu hành như thế, thì làm sao đến bờ bên kia được? Cách xa như thế, dù có ngồi hỏa tiễn đến mặt trăng, cũng phải mất mấy ngày mới đến. Hà huống thế giới cực lạc Tây Phương phải trải qua 10 vạn ức Phật độ, không chỉ xa hơn mặt trăng trăm ngàn vạn vạn lần, mà còn xa hơn thế nữa, làm sao đi đến được? Cho nên điều quan trọng là phải tự tịnh kỳ ý. Đại chúng nghe nói thấy tánh rõ ràng, tất cả đều làm lễ khen thiệt hay và sướng lên rằng: nguyện khắp chúng sanh trong pháp giới nghe rồi liền được tỏ hiểu. Rằng đại chúng nghe Lục Tổ đại sư thuyết như vậy, mọi người đều hiểu rõ. Vốn là thân thể của chính mình mà mình không biết dùng, tự mình không nhận thức được bản thân mình chính là thế giới cực lạc. Lúc đó mọi người đều kiến tánh, cho nên cùng khấu đầu đảnh lễ và tán thán rằng: hay thay, hay thay, thật là từ trước đến nay chưa bao giờ được nghe Phật pháp tuyệt diệu như thế, đây thật không thể nghĩ bàn. Mọi người nói: chúng con nguyện khắp pháp giới chúng sanh, ai nghe đến pháp này liền đồng thời khai ngộ, cùng đồng chứng quả. Sư nói: chư thiện tri thức muốn tu hành thì ở nhà tu cũng đặng, chẳng cần ở chùa. Ở nhà mà thường tu hành thì cũng như người Đông Phương có lòng lành, ở chùa mà chẳng tu thì cũng như người Tây Phương có lòng dữ. Nếu lòng trong sạch thì tánh mình tức là Tây Phương vậy. Vì Thứ Sử lại hỏi: ở nhà tu hành như thế nào, xin đại sư chỉ dạy. Sư nói: ta nói cho đại chúng một bài kệ vô tướng, nếu y theo đó mà tu thì cũng như thường ở cùng ta một chỗ không khác, bằng chẳng tu theo đó mà thế phát xuất ra, thì đối với đạo nào có ích gì? Rằng Lục Tổ đại sư lại nói: quý vị thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không nhất định phải ở chùa. Tại sao Lục Tổ đại sư thuyết như thế? Vì ngài hiện thân thuyết pháp trước khi ngài xuất gia, cùng ở chung với đám người thợ săn 15 năm, trong thời gian này ngài đều dụng công tu hành, vì thế ngài nói không cần ở chùa. Người tại gia có thể tu hành giống như người Đông Phương có tâm lành, xuất gia mà không tu hành cũng giống như người Tây Phương tâm ác. Đây chỉ là ví dụ, không nên cho rằng người Tây Phương tâm ác. Quý vị thanh tịnh tâm mình, tự tịnh kỳ ý, đó chính là tịnh độ tự tánh. Thứ Sử Vi Cử lại hỏi: người tại gia làm sao tu hành? Cuối mong hòa thượng dạy bảo cho con. Đại sư nói: tôi này nói cho các ông nghe bài kệ vô tướng, các ông đương theo phương pháp này tu hành thì thường thường ở bên cạnh tôi không sai khác. Nếu các ông không ai y theo bài kệ này tu hành thì dù cho xuất gia thế pháp đối với đạo có lợi ích gì? Cho nên nói, đạo cần phải thực hành, không hành làm sao dụng đạo. Đức cần phải làm, không làm thì sao có đức. Cần phải y theo phương pháp này tu hành mới có điều ích lợi. Tụng rằng: tâm bình hà lao chỉ giới, hạnh trực hạ dụng tu thiền, ân tắc hiếu dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hòa mục, nhẫn tắc chúng ác vô huyên, nhược năng toàn mộc xuất hòa, ứ nê định sinh hồng liên, khổ khẩu đích thị lương dược, nghịch nhĩ tất thị trung ngôn, cải quá tất sanh trí huệ, hộ đoàn tâm nội phi hiền, nhật dụng thường hành nhiêu ích, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm mích, hà lao hướng ngoại cầu huyền, thính thuyết y thử tu hành, thiên đường chỉ tại mục tiền. Lòng bình đẳng đâu cần giữ giới, làm việc ngay há phải tu thiền, ân song thân hiếu dưỡng cần chuyên, nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái, nhượng hòa một tôn ti đối đãi, nhẫn muôn điều ác hại chớ gây, nếu bền tu như lấy lửa cọ cây, nơi bùn lấm nở đầy sen đỏ, đáng biệt ấy thuốc trừ bệnh khổ, nghịch tai là lời độ tránh chung, sửa lỗi lầm trí huệ phát sung, binh tội quấy tâm tùng đọa ác, năng làm phước giúp người lợi lạc, đạo nào do thí bạc mà thành,
Vốn Bồ Đề cầu ở tâm thanh, ngoại mộc ảo, muội manh nhọc kiếm. Nghe nói pháp lòng vâng tu niệm, cõi thiên đường mầu nhiệm thấy liền. Giảng, lòng bình đẳng đâu cần giữ giới, bình chính là không có tham sân si. Tại sao quý vị cần phải trì giới? Vì có tam độc tham sân si. Nếu năng trì giới luật thì không bị tam độc làm hại. Nếu tâm bình chính là trong tâm không có sóng. Không có sóng chính là không có vô minh. Không có vô minh thì cần gì phải cực khổ trì giới. Làm việc ngay há phải tu thiền. Hành vi công bình chính trực đó chính là thiền. Thiền cũng chính là dạy quý vị trừ đi tất cả tập khí tật xấu. Có người nói tâm bình không cần trì giới. Vậy tôi không trì giới nữa. Nhưng tâm của quý vị đã bình hay chưa? Quý vị không kể tâm bình bình hay chưa liền không trì giới. Tâm của quý vị cần phải bình mới có thể không trì giới. Nếu tâm không bình thì làm sao có thể không trì giới? Nếu dối gạt người nói tâm tôi đã bình rồi, nhưng khi làm việc gì thì cũng thì không công bình, lại tự tư tự lợi ích kỷ tật đố chướng ngại, lại người này tâm làm sao có thể bình được? Ân song thân hiếu dưỡng cần chuyên. Nói đến báo ân thì cần phải hiếu dưỡng cha mẹ, vì ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời cao biển rộng, cho nên phải hết lòng hiếu thảo thờ kính cung dưỡng cha mẹ. Nghĩa huynh đệ dưới trên tương ái, như cha mẹ thương con cái, đó chính là lòng từ bi lân mẫn thuộc về nghĩa. Nhượng hòa mục tôn ti đối đãi, cùng nhau khiêm tốn nhường nhịn thì trên dưới hòa hiệp. Nhìn thấy kẻ tôn quý người hạ tiện đều bình đẳng như nhau, hòa hòa hiệp hiệp thì không có tranh chấp phát sanh. Nhẫn muôn điều ác hại chớ gây, nhẫn chính là không nên ở sau lưng nói xấu người, hoặc là nói việc riêng của người, không nên chuyên môn đi phá hoại người, tật đố chướng ngại người, không nên phao những tin đồn bậy bạ xuyên tạc phá hoại sự tịnh tu và danh dự của người. Người cần phải che giấu điều ác, biểu dương điều thiện, không nên che giấu điều thiện, biểu dương điều ác, như vậy thì tất cả được hòa bình, an ổn. Nếu bền tu như lấy lửa, cọ cây, nơi bùn lấm nở đầy sen đỏ, Trung Hoa xưa kia, muốn lấy lửa phải cọ sát gỗ mới lấy được lửa và bùn xanh, hoa sen đó là nói quý vị không cần phải xuất gia. Nếu có thể đoạn trừ dục tâm, tại gia cũng có thể thành tựu như người xuất gia. Đắng miệng ấy thuốc trừ bệnh khổ, nghịch tai là lời độ tránh chung. Nếu có người khuyên bảo quý vị chỉ ra chỗ sai lầm của quý vị, đó chính là thiện tri thức của mình. Giống như quý vị mắc bệnh, thuốc uống tuy đắng nhưng lại lợi ích cho bệnh của quý vị. Cho nên nói đắng miệng là thuốc hay, nghịch tai nhất định là lời trung thật. Giống như sư phụ thường chỉ trích sai lầm của đồ đệ, con không nên làm biếng, không nên tham ngủ. Nhưng với điều này người đời lại nói, tại sao lại để ý việc của tôi? Nhất là người Mỹ, tự do quen rồi, không muốn nghe người khác chỉ huy, lúc nào cũng duy ngã độc tôn nói, bất luận tôi tốt hay xấu, tôi cũng không muốn nghe người ta, tôi chỉ nghe chính mình, dù tôi là khúc gỗ, ngu ngốc không hiểu biết, tôi cũng muốn nghe chính mình, tôi muốn độc lập. Tôi biết đây là tư tưởng của người Mỹ, không muốn nghe những lời trái tai. Sửa lỗi lầm, trí huệ pháp sung, binh tội quấy, tâm tùng đạ ác. Nếu quý vị có thể sửa đổi sai lầm thì nhất định sanh trí huệ, nếu không sửa đổi đó chính là ngu si. Nếu quý vị cứ một mực bào chữa cho cái sai của mình có tật xấu mà sợ người nói, lại tự mình lập luận sư cho chính mình, dù người khác có chỉ ra tật xấu của mình, quý vị cũng không thừa nhận. Loại đồ đệ này tôi gặp nhiều rồi, nó cho rằng có thể dối gạt được tôi. Năng làm phước giúp người lợi lạc, đạo nào do thí bạc mà thành. Vốn Bồ Đề cầu ở tâm thanh, ngoài mộng ảo muội manh nhọc kiếm. Nghe nói pháp lòng vâng tu niệm, cõi thiên đường mầu nhiệm thấy liền. Việc làm thường ngày cần phải có lợi ích cho chúng sanh, cần giúp đỡ lợi ích cho người, không nên chỉ đối tốt với chính mình. Cần phải biết thành Phật, không phải nói tôi bố thí bao nhiêu vạn đồng, mua ông Phật lại làm, mà cần tự quý vị tu hành mới được. Bồ Đề giác tánh, giác đạo, cần phải tìm trong nội tâm. Quý vị làm sao có thể hướng bên ngoài đi tìm cầu sự huyền diệu được? Nếu quý vị nghe lời này rồi y giáo tu hành, thì thiên đường ở ngay trước mặt. Sư lại nói, chư thiện tri thức, cả thầy phải y theo bài kệ này mà tu hành và tự thấy tánh mình thì chắc thành Phật đạo. Pháp chẳng đợi chờ, các người giải tán ta về Tào Khê, nếu có điều chi nghi ngờ hãy đến đó hỏi. Bấy giờ vi thứ sử cùng các thiện nam tín nữ tại hội, tâm tánh đều được mở mang tỏ sáng,
cả thầy đồng cung kính và vâng làm theo lời dạy. Giảng, Lục Tổ Đại Sư lại nói, quý vị thiện tri thức, các ông cần phải ghi nhớ, thường y theo bài kệ này tu hành. Mọi người cần phải nhận thức bổn tâm, thấy được bổn tánh, năng minh tâm kiến tánh mới có thể trực chỉ thành Phật đạo. Pháp môn này thì không ai có thể thay thế hết cho ai, ai cũng không thể đợi ai. Các ông cần biết, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tự mình ăn cơm, tự mình no, tự mình sanh tử, tự mình liễu. Các ông cần phải tự mình dụng công, mọi người nay trở về nhà tự mình dụng công, tu hành, tự tịnh kỳ tâm. Tối nay trở về chùa Nam Hoa ở Tào Khê, các ông nếu có thắc mắc gì thì có thể đến đó hỏi tôi. Lúc đó, Thứ Sử Vi Cử cùng với các quan viên, thiện nam tín nữ, mỗi người đều khai ngộ, tín thọ, phụng hành. Quý vị không nên để ý họ khai ngộ như thế nào, mà quý vị nên phải nghĩ ra cách để cho mình được khai ngộ mới đúng. Đại sư bảo chúng rằng, trừ thiện tri thức, pháp môn của ta đây lấy định huệ làm căn bổn. Đại chúng đừng mê lầm, mà nói định với huệ là khác nhau. Định và huệ chỉ là một thể, chẳng phải hai. Định là cái thể của huệ, huệ là cái dụng của định. Tức là lúc huệ thì định ở trong huệ, lúc định thì huệ ở trong định. Nếu biết cái nghĩa ấy thì định và huệ đều phải học. Các người học đạo chớ nói trước định rồi mới phát huệ, trước huệ rồi mới sanh định, mà phân biệt định huệ là khác nhau. Nếu thấy hiểu như thế thì pháp có hai tướng, miệng nói lời lành mà trong lòng chẳng lành, nói khống rằng có định huệ mà định huệ chẳng đồng một thể. Nếu lòng và miệng đều lành trong ngoài như một thì định và huệ tức đồng nhau. Pháp tự ngộ tu hành chẳng phải tại chỗ tranh, nếu tranh chỗ trước sau tức đồng với người mê, chẳng dứt lòng phân bua thì quả nhiên làm lớn thêm lòng ngã chấp, pháp chấp mà không lìa khỏi bốn tướng. Trừ thiện tri thức, định và huệ giống như vật gì? Giống như cái đèn và cái ánh sáng. Có đèn tức là sáng, không đèn tức là tối. Đèn là cái thể của ánh sáng là cái dụng của đèn. Tuy tên có hai mà thể vốn có một, pháp định huệ này cũng như thế. Giảng, định do giới sanh, do định mới phát huệ, cho nên giới định huệ là tam vô lậu học. Năng trì giới cũng đắc được vô lậu, năng tu định cũng có thể đắc được vô lậu, năng phát huệ cũng có thể đắc được vô lậu. Cho nên muốn đắc định, trước phải trì giới, như vậy phải làm sao? Tức chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Lục Tổ Đại Sư khai thị nhất thiết chúng sanh, quý vị thiện tri thức, pháp môn đốn giáo của tôi lấy định huệ làm căn bổn, làm cơ sở. Quý vị đã là thiện tri thức thì không nên chấp mê, không tin tưởng, không nên chấp trước nói rằng định huệ là hai thứ phân biệt. Cần phải biết định huệ là nhất thể, định chính là huệ, huệ chính là định, tuy có hai tên nhưng bổn thể của nó là một, không phải hai. Định là bổn thể của huệ, huệ là vận dụng của định. Do định có thể phát sanh trí huệ, khi trí huệ hiện tiền, định ở trong trí huệ. Lúc định hiện tiền, huệ ở trong định. Cho nên nếu có thể nhận thức đạo lý này, định huệ nhất thể, nhưng cách dùng mỗi cái có khác, đó chính là định huệ bình đẳng, định huệ đồng thể. Quý vị tu đạo không nên nói trước phải có định mới phát sanh trí huệ, hoặc là trước có trí huệ mới phát sanh định lực, từ đó nói định huệ có chỗ sai khác. Nếu tâm có loại kiến giải như thế, sẽ cho rằng định huệ là hai thứ. Nếu miệng nói toàn là những lời tốt đẹp, nhưng trong tâm đầy những tư tưởng bất thiện, toàn là tật đố, chướng ngại, cống cao ngã mạn, tà tri tà kiến, tham sân si, định huệ như thế chỉ là lời nói suông. Nếu nội tâm và miệng nói đều là tốt lành, trong ngoài đều như nhau, biểu đạt nhất trí, tâm khẩu nhất như, đó chính là định huệ bình đẳng. Muốn tự mình hiểu rõ để tự tu hành, đó không phải ở những lời tranh luận nơi đầu môi chót lưỡi, để làm cho mọi người biết rằng tôi có tu hành, hoặc tự mình hô hào cho mọi người chung quanh biết danh tiếng của mình là nổi bật nhất. Nếu tranh trước sau, nó nhất định phải định trước huệ sau, hoặc huệ trước định sau. Phạm tranh luận cái đạo lý này đều là những kẻ phàm phu ngu muội, cho nên nói tranh luận là tâm thắng phụ, trái nghịch với đạo, liền sanh tâm tứ tướng, làm sao mà đắc được tam muội? Không đắc được tam muội tức là không có định, cũng chính là không có huệ. Nếu tâm thắng phụ chưa thể đoạn trừ thì vẫn còn ngã chấp và pháp chấp. Nếu ngã chấp pháp chấp chưa thể đoạn trừ thì không thể rời bỏ tứ tướng. Vì có cái ngã chấp cho nên có cái nhân chấp.
Vì có nhân chấp cho nên có chúng sanh chấp, vì có chúng sanh chấp sẽ phát sanh thọ giả chấp, không thể rời bỏ bốn loại chấp trước này, tức thì sanh ra bốn tướng. Quý vị thiện tri thức, định huệ giống như cái gì? Này đưa ra một ví dụ, định huệ giống như đèn và ánh sáng, có đèn thì có ánh sáng thì có đèn, không có đèn thì không có ánh sáng, không có ánh sáng thì không có đèn. Đèn và ánh sáng tuy nói là hai loại, kỳ thực là nhất thể. Đèn là bổn thể của ánh sáng, mà ánh sáng là dụng của đèn. Đèn có cái dụng gì? Là có ánh sáng. Danh tự tuy có hai, nhưng bổn thể của nó chỉ có một. Lại Phật pháp định huệ này cũng giống như đạo lý của đèn và ánh sáng. Trừ thiện tri thức, nhất hạnh tam muội, nghĩa là trong cả thể các chỗ đi đứng ngồi nằm thường giữ một lòng ngay thẳng. Kinh Tịnh Danh nói, lòng ngay thẳng là đạo tràng, lòng ngay thẳng là tịnh độ. Đừng lòng tưởng điều tà vậy mà miệng nói điều ngay thẳng. Đừng miệng nói nhất hạnh tam muội mà chẳng giữ lòng ngay thẳng. Nếu giữ lòng ngay thẳng thì đối với cả thể các pháp tâm đừng chấp trước, dính níu theo pháp tướng trần cảnh. Người mê chấp trước pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, nói rằng thường ngồi chẳng động, lòng không sanh niệm tưởng, đó gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu hiểu như thế tức là đồng với loài vô tình. Quả thật là cái duyên cớ cản ngăn cái đạo vậy. Giả Lục Tổ Đại Sư nói với đại chúng, nhất hạnh tam muội chính là bất cứ chỗ nào đi là trực tâm, trụ cũng là trực tâm, ngồi cũng là trực tâm, nằm cũng là trực tâm. Tất cả lời nói, hành động, cử chỉ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, giờ giờ khắc khắc đều thực hành trực tâm. Không nên dùng cái tâm cong cong quẹo quẹo. Giống như Kinh Duy Ma nói, trực tâm chính là đạo trường, trực tâm chính là tịnh độ của thế giới cực lạc. Cần phải ghi nhớ nằm lòng, không nên miệng nói trực mà hành vi lại nịnh hót bợ đỡ người. Thế nào là nịnh hót bợ đỡ? Chính là nhìn thấy người khác có tiền, lúc nói chuyện bèn ra vẻ khép nép cung kính, cười a dua nịnh bợ nói, ông đến đây chúng tôi rất hoan nghênh ông. Kỳ thực người đó chỉ hoan nghênh tiền chứ không phải hoan nghênh ông khách. Khúc chính là tâm không thẳng, tâm cong cong quẹo quẹo. Miệng nói cần phải trực tâm, cần phải nhất hạnh tam muội mà hành vi lại không tránh trực. Muốn hành trực tâm là đạo trường, các ông cần phải dùng trực tâm để xử lý tất cả mọi việc. Đối với vạn pháp không nên sanh lòng chấp trước. Người mê kẻ ngu chấp chặt vào pháp tướng, sanh pháp chấp, chấp trước nhất hạnh tam muội. Họ nói, tôi thường ngồi không động, cũng không có vọng tưởng, đó chính là nhất hạnh tam muội, đó chính là định. Nếu giải thích như vậy, chính là không có tri giác, giống như cây cỏ, lại giải thích này hoàn toàn sai lầm. Là nhân duyên chướng đạo, trừ thiện tri thức, đạo phải thông lưu, sao lại làm cho nó ngưng trệ? Tâm không trụ pháp thì đạo thông lưu, còn tâm trụ pháp ấy là mình trói lấy mình. Bằng nói rằng thường ngồi chẳng động thì cũng như Xá Lợi Phất ngồi im lặng trong rừng bị duy ma của vậy. Giả đạo là gì? Đạo cần phải thông đạt vô ngại, trôi chảy không ngừng. Tại sao lại làm cho nó trì trệ, đình chỉ? Quý vị đình chỉ cái tâm mà biến thành tro tàn, cây khô, vậy thì có ích dụng gì? Cho nên lúc tâm vô sở chấp trước, đức ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, không chấp vào không, không chấp vào có, không chấp vào pháp. Nếu chấp pháp chính là chấp vào cái có, chấp vào không chính là vào cái vọng không. Cho nên cần phải không chấp vào pháp, không chấp vào không, không chấp vào ngã, đó mới là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Lúc vô sở trụ thì đạo mới lưu thông. Nếu tâm chấp pháp nói tôi thường ngồi không động, đó giống như con tầm nhà tơ, tự mình trói mình, tự mình làm mình không còn tự do. Nếu nói thường ngồi không động là nhất hạnh tam muội thì giống như ngài Xá Lợi Phất trong rừng ngồi thiền không động mà bị cư sĩ Duy Ma khiển trách, ngài ngồi như thế có ích dụng gì? Giống như người chết chứ không phải trơn tránh nhập định. Trừ thiện tri thức, lại có người dạy ngồi xem cái tâm, quán tưởng tâm cảnh vắng lặng, khán tâm quán tịnh, ngồi yên chẳng dậy, bảo y theo đó mà lập công phu. Người mê chẳng hiểu, cố chấp làm theo, rồi thành điên dại. Số người lầm như thế chẳng phải là ít, chuyển dạy nhau như vậy thiệt là lầm to. Giảng, có hành giả dạy ngồi thiền, bảo người khán nhìn cái tâm của mình, quán tịnh là ra sao, không động không khởi, từ đó liền có công phu. Người mê không hiểu đạo lý này lại nói, ngồi ở một chỗ không động không khởi sẽ có công phu, có thiền định, từ đó sinh ra chấp trước mà điên cuồng. Giống như lúc trước có rất nhiều người đến đây xưng là đã khai ngộ, ôi không biết họ khai ngộ như thế nào,
mà chính họ lại tin tưởng mình đã khai ngộ, đó chính là chấp trước thành điên. Những loại người như thế rất nhiều mà còn truyền từ người này qua người khác. Họ ấn chứng cho tôi, nói như thế là khai ngộ. Họ cũng ấn chứng cho quý vị, nói đó chính là khai ngộ. Kỳ thực đó là điều sai lầm rất lớn. Quý vị xem Phật giáo đời đường Trung Hoa đã có những loại khẩu đầu thiền, tổ sư già như vậy, chẳng trách nước Mỹ bây giờ cũng có rất nhiều người như vậy. Song vì có lớp người mạo danh khai ngộ, nên sau này sẽ có những người chân chánh khai ngộ. Vì những người mạo danh khai ngộ sẽ lót đường cho những người chân chánh khai ngộ. Bởi vì mọi người vốn không biết cái gì là khai ngộ. Nay có người mạo danh tự xưng đã khai ngộ, bèn quan sát mỗi một hành động cử chỉ của người đó như thế nào. Thình lình có người chân chánh khai ngộ đến, người ta lại không tin tưởng, cho rằng chân chánh khai ngộ và giả mạo khai ngộ đều giống nhau. Quý vị nay tu hành muốn khai ngộ, sau này cũng bị ảnh hưởng của những người giả danh giả mạo này. Nếu để tôi nói thì là khai ngộ, cũng không nên nói mình khai ngộ. Đây là phương pháp hay nhất. Thế giới này là như thế, chân chân giả, giả giả chân. Quý vị chân chánh, người xung quanh nói quý vị là giả. Quý vị là giả, người ta lại nói quý vị chân chánh. Cho nên quý vị cũng không nên nói chân, cũng không nên nói giả để họ tự nhận thức. Người chưa khai ngộ tự xưng mình đã khai ngộ, mà người đã khai ngộ rồi lại nói mình chưa khai ngộ. Như thế sẽ giống như những người chưa khai ngộ. Tại sao vậy? Vì người khai ngộ không cần tự mình giới thiệu, nói tôi đã khai ngộ rồi, hay tôi và ai đó, người đã khai ngộ rồi, thì giống nhau biểu thị rằng tôi cũng đã khai ngộ, không cần như vậy. Vì khai ngộ và không khai ngộ thì giống nhau, không có gì sai khác, không cần giả danh. Khai ngộ quý vị cũng là một người, không khai ngộ quý vị cũng là một người, khai ngộ và chưa khai ngộ đều có thể thành Phật. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì thế không nên đeo tấm bảng hiệu này để cho mọi người nhận biết mình. Không có ai nhận ra là tốt nhất, và đó chính là trực tâm, là đạo tràng.